cháy chợ ở Hưng Yên, nhiều kiosk bị thiêu rụi. Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên khiến nhiều kiosk bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, khói bốc cao nghi ngút bao phủ toàn bộ chợ Ngọc Lịch. Một số tiểu thương đã chuyển được đồ đạc ra ngoài, tuy nhiên cũng không ít hàng đồ khô trong kiosk đã bị cháy lan. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Ông Trần Chu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, cho biết ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phun nước làm mát. Sau khi đảm bảo lửa không có khả năng bén lại, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên, công an huyện Văn Lâm sẽ điều tra nguyên nhân hỏa hoạn cũng như ghi nhận thiệt hại, ông Đức nói. Theo ông Đức, ban đầu ghi nhận vụ cháy thiệt hại không lớn về tài sản do đây là chợ dân sinh trên địa bàn xã Trưng Trắc mới đi vào hoạt động được vài năm nay. Chợ chưa đông tiểu thương, bên cạnh đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào gần trưa nên việc dập lửa được triển khai nhanh chóng, ông Đức nói. Cháy chợ ở Hưng Yên, nhiều kiosk bị thiêu rụi. Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên khiến nhiều kiosk bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, khói bốc cao nghi ngút bao phủ toàn bộ chợ Ngọc Lịch. Một số tiểu thương đã chuyển được đồ đạc ra ngoài, tuy nhiên cũng không ít hàng đồ khô trong kiosk đã bị cháy lan. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Ông Trần Chu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, cho biết ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phun nước làm mát. Sau khi đảm bảo lửa không có khả năng bén lại, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng